Đố ông phá bát thích Excel. Ừ, lại quên bát rồi đúng không? Nhưng mà nhớ là chỉ phá bát của mình thôi đấy nhá. Xem này. Giả sử bạn đặt mật khẩu cho Excel nhưng mà chả hiểu sao cái đầu kiểu gì lại quên xử nó mất cái bát. Phải làm sao? Vào phần Windows này, chọn Control Panel, chọn vào phần User Account, click vào dòng thứ hai, chọn vào File Explorer, chọn vào phần View, kéo xuống đây, bỏ cái dấu tích ở phần này đi nhá. Đầu tiên nó sẽ dấu tích ấy, đó, Apply, OK một cái. Rồi đổi tên cái file này thành file zip. Đó, nhấn Yes, mở nó lên. Đừng giải lén anh nhá. Vào cái phần XL ở đây này, đó, click vào đây, kéo cái sheet mà các bạn đang khóa ra, kéo ra ngoài đây. Đó, sau đó mở nó lên bằng WordPad. Đó, nếu như mình Ctrl F tìm cho mình chữ Protect. Đó, file này, đó. Bạn bắt đầu xóa cho mình tất cả những cái ở trong ngoặc đầu tiên đến cái ngoặc tiếp theo nhá. Xóa tất cả những thứ trong ngoặc và cả hai cái ngoặc luôn nhá. Đó, xong rồi lưu lại này. Đó, sau đó kéo cái file này, ném nó vào đây, nhấn OK nhá, tắt nó đi. Và chuyển cái file này thành cái file Excel, nó có tên là XLSX ấy. Nó sẽ trở thành một cái file Excel như thế này này. Mở lên thôi, và bạn thấy không, bát đã được phá rồi đấy. Done. Và mình là Nam, người sẽ đồng hành với các bạn trong môi trường công sở.